ta là Alpha và Omega là đầu và cuối chích hiến chế một vụ vui mừng và hy vọng của công đồng Vaticano thứ hai về hội thánh trong thế giới ngày nay sự hòa nhập giữa thành đô Trần thế và thành đô thiên Quốc chỉ nhờ Đức tin mới nhận thấy được ngay cả lịch sử loài người vẫn còn là một màu nhiệm Lịch sử này bị xáo trộn vì tội lỗi cho tới khi phận phúc làm con Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng nhờ mặt khải đầy đủ. Thật vậy, khi theo đuổi mục đích riêng của mình là đem lại ơn cứu độ, Hội Thánh không những chia sẻ sự sống thần linh với con người, mà còn tuôn độ ánh sáng của sự sống ấy được phản chiếu một cách nào đó trên khắp hoàn cầu, bằng cách đặc biệt chữa lành và nâng cao nhận nhân phẩm củng cố tinh thần đoàn kết trong xã hội loài người làm cho sinh hoạt hàng ngày của nhân loại thấm nhuần định hướng và ý nghĩa sâu xa hơn như thế nhờ mỗi phần tử và toàn thể cộng đồng hội thánh tin mình có thể đóng góp nhiều để làm cho gia đình và lịch sử loài người nên nhân ái hơn khi giúp đỡ thế giới và nhận được nhiều từ thế giới mang lại hội thánh hướng đến điều duy nhất này là làm sao cho triều đại thiên chúa mau đến và toàn thể nhân loại được hưởng ơn cứu độ quả thật mọi điều thiện hảo mà dân thiên chúa trong thời gian lữ hành trên trần thế có thể đem đến cho gia đình nhân loại đều phát xuất từ điều này hội thánh là bi tích mang ơn cứu độ cho con người vừa biểu lộ vừa thực hiện mầu nhiệm tình yêu của thiên chúa đối với con người Nhờ ngôi lời của Thiên Chúa, vạn vật được tạo thành. Ngôi lời đã làm người, đã thực sự là người. Nhờ đó, người cứu độ mọi người và quy tụ vạn vật dưới quyền thủ lãnh của mình. Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy chiếu cho mọi khát vọng của lịch sử và văn minh, và là trung tâm của nhân loại, là niềm vui cho mọi tâm hồn, là đấng làm thỏa mãn trọn vẹn mọi mong ước của lòng người người là đấng đã được Chúa Cha làm cho sống lại từ cõi chết. Chúa Cha đã tôn vinh và đặt người ngự bên hiểu, khi cho người làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Được sinh động và quy tụ trong thần khí của Chúa Cha, chúng ta tiến bước về thời kỳ lịch sử nhân loại hoàn tất. Thời kỳ hoàn toàn phù hợp với ý định yêu thương của người là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Chính Chúa nói: "Đây, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến và đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tùy theo việc người ấy làm. Ta là Alpha và Omega, là đầu và cuối, là khởi nguyên và tận cùng."